chào các bạn thân mến, mình là cô cô đậu bé bự đây. Bây giờ là 1 giờ 05 phút buổi trưa ngày mùng 2 tháng 9 năm 2024. Bởi vì trước kia trước đây thì một trước đây tầm khoảng mấy chục phút thì câu cầu vừa mới ghi âm tác phẩm Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì hôm nay là ngày Quốc khánh mà. À, và câu cầu cứ mỗi dịp Quốc khánh thì câu cầu lại hoặc là tự đọc lại hoặc là tự nghe giọng của câu cầu đọc lại tác phẩm tuyên ngôn độc lập. À, đó là một trong những tác phẩm mà câu cầu rất là yêu thích. Thế và à, chúc chúng ta ngày Quốc khánh chúc mừng sinh nhật của đất nước chúng ta à, 79 năm thế và 55 năm ngày kỷ niệm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì câu cầu lại tiếp tục chia sẻ câu chuyện phù sinh của tác giả Trung Quốc xà là Sòng Thụ. Hôm nay, câu cầu đọc đến quyển sáu, chương một dẫn, linh tê. Dù bạn có biến thành hình dạng như thế nào, trong mắt người thực lòng yêu bạn, mãi mãi chỉ nhìn thấy thời khắc mà bạn xinh đẹp nhất. Vượt bỏ tự ti, bước thêm một bước, bạn sẽ nhận ra ánh hoàng hôn trên xà mạc tươi đẹp biết bao nhiêu. Dẫn. Đinh Tiểu Thác đã ba ngày liên tiếp không đi học cô hệt như một con kiến rơi vào chảo lửa, ngồi thụp trong nhà vệ sinh nằm trên tầng 3 của một dạp chiếu phim sàng trọng nhất, hoành tráng nhất ở trong trung tâm thành phố, đối diện với bồn cầu mà than ngắn thở dài. Cô đã làm mất thanh kiếm linh tê mà sư phụ giao cho cô trồng còi. Thật là xui xẻo, thanh kiếm này luôn nằm ở trong mặt dây chuyền dưới hình dạng một chùm ánh sáng nhỏ, đeo ở trên cổ cô đã mấy trăm năm này. Trong khoảng thời gian đó, cô đã trải qua nhiều trò vận động mạnh, như bị sư phụ ném lên trên trời như một quả bóng bông linh hay tham gia đại hội thể thao ở trường. Xong, sợi dây chuyền vẫn chắc chắn hệt như là mọc ở trên cổ cô kiểu gì thì cũng không rơi không đứt thế mà không hiểu sao cái buổi tối đó cô chỉ đi xem một cái suất phim avatar thôi thế mà trong bụng thấy mót cô mới tiện chân cô lẻn vào nhà vệ sinh nam ở phía trên dạp chiếu phim cho nhanh đúng cái lúc có định lật nắp bồn cầu lên thì cái sợi dây chuyền bằng vàng dòng ở trên cổ lại tự nhiên đứt lìa ra rơi thẳng vào trong bồn cầu trong đó nắp bồn cầu vẫn chưa bật lên có nghĩa là sợi dây chuyền cất giữ kiếm linh tê đã xuyên qua cái nắp dày cục biến mất không tầm tích vị sư phụ nát rượu đã từng nói chắc như đinh đóng cột với cô rằng thanh kiếm còn thì người còn, nếu mà thành kiếm mất thì vĩnh viễn xa bao nhiêu thì mày hãy cút đi xa bấy nhiêu. Xong rồi, lần này đúng là toi rồi. Nếu mà để vị sư phụ hẹp hỏi của cô, biết chuyện cô đánh cược với người khác để thắng được một chiếc vé xem phim Avatar tại dạp Xmart, xa cao cấp mà lại không đưa cho ông ta, cộng thêm cái vụ đánh mất kiếm linh tê thì hai cái tội này hai cái tội tày trời cố có bị treo cổ cả trăm lần cũng không đủ làm nguôi cơn phẫn nộ làm thế nào đây phải mau chóng tìm người cứu cơn nguy cấp đương nhiên ngoài cây yêu cây ngàn năm mở tiệm bánh ngọt là tôi thì còn ai còn ai có thể giúp cô ta nữa sau khi ép đinh tiểu thác mua một tá bánh xốp hương và nì ngọt đến khé cổ. Tôi nói với cô rằng là cái sợi dây chuyền của cô có lẽ đã rơi vào cái khe hở không gian. Muốn tìm lại chỉ còn cách là đi theo nó tới thế giới đó. Cô ta không rét mà run, hắt xì một gái, ôm nguyên một hộp bánh xốp và nì đi về luôn. Ngày hôm sau, một ngày chủ nhật rực rỡ ánh nắng, gã béo và gã gầy bố may cái cây chổi quẹt rẻ lau, trông hệt như cô bé lọ lem, lén lút bên cạnh lòng vòng bên cạnh tôi và cửu quyết, dáng sức nghe lén cái cuộc nói chuyện giữa chúng tôi. Tôi buộc phải thừa nhận rằng, suốt bao nhiêu năm này, cứ mỗi lần gặp người đàn ông với mái tóc bạc trời sinh tựa như là mặt nước hồ tôi đều thầm nguyền rủa cài <laughs> gã giả cốc đế này sao vẫn cứ đẹp trai tới kinh thiền động địa thế nhỉ ngay từ khi vừa mới tu luyện thành hình người tôi đã quen với cử quyết gã thường tới núi phủ lung nơi tuổi sống tìm một người đàn ông khác cùng nhau đánh cờ khi đó tôi ghét cây ghét đắng việc gã cứ mở miệng gọi tôi là yêu cây bé nhỏ nhưng mà về sau lại nhờ có gã giúp đỡ hết lần này tới lần khác thì tôi mới có thể sống yên bình ai bảo giữa nam với nữ không có tình bạn thực sự tôi với cửu quyết chính là nhân chứng sống cho điều này đấy thề có thể phỏng vấn ngài một lát không tôi ngồi đối diện với cửu quyết cầm chiếc kem ốc quế bơ hoặc quả thập cẩm đã ăn một nửa lên với điệu bộ rất kịch chìa tới trước mặt gã xin hỏi đính tiểu thác là đồ đệ của anh hay là một người qua đường nợ tiền của anh hay là quần trộm cướp thế? là đồ đệ cửu quyết uống một ngụm rượu vang ở trong lì đồ uống của gã xưa nay chỉ có rượu không có gì khác cả tôi thu micro lại những mảy chất vấn Thế làm gì có vị sư phụ nào lại cố ý sửa gáy đồ đệ của mình sợi dây chuyền cất giữ kiếm linh tê kia rõ ràng là do anh dở trò mà để cô ta tới tìm tôi cũng là một cái bẫy mà anh cố ý răng ra à, vai trò phụ trợ của đồ đệ chính là bị sư phụ sửa gáy đấy ai bảo nó ăn mảnh cái vé đi xem phim avatar thế nhân cách của anh cũng biến thái hệt như là màu tóc của anh vậy <laughs> cảm ơn cô đã quá khen cây kèm của cô sắp chảy rồi kìa tôi tọng cả cây kèm vào miệng thái độ không mấy vui vẻ anh quẳng cô ta vào một không gian thời gian khác thế cái không thời gian khác đó thì anh không sợ cô ta có chuyện gì hay sao Ừ, đừng quên rằng nó là một con linh tê, nó lại từng hầu hạ bên cạnh Nguyệt Lão, nó có thể ứng phó được, chẳng may không ứng phó được thì cũng là đáng đời. Cửu Quyết vừa uống một lư rượu chùa trước nay chưa bao giờ chịu trả tiền, vừa hỏi thề cô có tin vào số mệnh không? Tin vào số mệnh nhưng mà không chấp nhận số mệnh, tôi trả lời thẳng tuột. <laughs> ánh mắt của gã bỗng trải dài đến xa xăm. Nếu mà có cơ hội làm lại một lần nữa, thì phải chăng là có thể thay đổi được vận mệnh đã định? Không có nếu như, tôi lắc đầu, việc đã xảy ra, thì không thể thay đổi. Chứ hẳn, cửu quyết cười danh mãnh, xòe tay, trong đó hiện ra một cây đèn đỏ rực, nhỏ bé, tinh xảo được chạm trổ thành hình đôi cánh đèn chu tước của tiên nữ thời gian tôi kinh ngạc buột miệng kêu lên sau đó chớp chớp mắt một cách giàn xảo ngồi xuống bên cạnh cửu quyết <laughs> đồ ăn trộm hả <laughs> cửu quyết lườm tôi một cách khinh bỉ trong tam giới phan hâm mộ của tôi có hàng đàn chỉ mượn một cây đèn thôi cỏ khó khăn gì đâu gã uống sạch giọt rượu cuối cùng xoay xoay chiếc lì rỗng lẩm bẩm một mình trong cuộc đời của mỗi người đều có một nơi buộc phải đi một người buộc phải gặp một cái thứ tình cảm mà buộc phải đối mặt Thế yêu quái thì cũng giống như vậy Thái độ nghiêm túc bất ngờ của cửu quyết đã nhanh chóng được thay thế bằng cái vẻ biến thái thường thấy. Gã mở một nụ cười giảo hoạt. <cười> thực ra thì tôi chỉ muốn làm một thí nghiệm mà thôi. Câu chuyện phù sinh xà là sòng thụ, quyển 6, chương 2. Đinh tiểu thác tới tận bây giờ vẫn không thể chấp nhận một sự thực là bản thân đã rơi vào một không thời gian khác từ trong bồn cầu. Cài mụ yêu cây tả ác đó đã nói cái gì nhỉ? Đúng rồi, mụ đã cho cô một đạo bùa, bảo cô là dán lên cái chiếc bồn cầu, nơi đã làm rơi mất cái sợi dây chuyền ấy. Lại còn dạy cô mấy câu thần chú cổ quay. sau đó, ấy, vô số cái luồng sáng trói lòa ở trước mắt, vụt qua hai chiếc bồn cầu nó nứt ra làm đôi một cách rất là đẹp mắt để lộ ra một cái hang động mà phát ra thứ ánh sáng trắng mà quái Ê, có một cái lực hút nào không thể nào cưỡng lại được nó sọc ra nó cuốn chặt lấy cô nó lôi tuột cô vào trong hàng đình tiểu thác từ một nữ sinh trùng học của thế kỷ 21, bỗng biến thành một người dân thường sống vào năm Càn Hưng nguyên niên thời Bắc Tống khi cô đang giận dữ vì cái phòng trào vượt thời gian quê mùa kia lại ứng vào mình và khi cô choảng tỉnh để nhận ra rằng cái kiếm linh tê đã xuyên qua khe hở thời không rơi vào trong tòa thành cổ này khi cô tiếp tục nhận thức rằng người dân thời bắc tống vẫn chưa được giác ngộ về đồng nhân dân tệ thì trời phật ơi cô cũng biết đói ấy cô cũng phải được ăn cơm chứ các quán xá nhà trọ lớn nhỏ ở trong thành trên tờ thông cáo tuyển người đều viết rõ rành rành là chỉ cần nam không cần nữ may mà cô cũng không quá ngốc cô ăn trộm được một bộ quần áo mũ mão của nam giới để thay ra ngay ngang bước vào trong cái quán trọ này sau khi đưa ra điều kiện chỉ cần bao ăn không cần tiền công cô đã thành công đánh bật những ứng cử viên khác trở thành tiểu nhị thực tập ở quán trọ nhất giàn Hôm nay đã là ngày thứ bảy, không có bất cứ tin tức gì của kiếm linh tề rất. Mấy ngày này, dòng người ở trong biện kinh rõ ràng là đã đông lên rất nhiều. Cư dân bản địa, khách buôn từ vùng khác tới, qua lại ở trong thành nườm nượp như mắc cửi. Đinh tiểu thác nghe người làm ở trong quán nói, Bảy ngày nữa là lễ hội Hoa Đăng Tết Nguyên Tiêu là cái lễ hội lớn nhất hàng năm khách thập phương đổ về đông nghìn nghịt đấy. Thế vậy anh ta cũng tới ngắm Hoa Đăng Trắng. Ánh mắt của Đinh Tiểu Thác hướng về vị trí sát bên cửa sổ. Anh chàng đó tới thuê phòng ở quán trọ nhất gian vào đêm qua. Cách ăn bận không giống với một người trong thành trò lắm. Cổ dựng tay hẹp áo đen ủng cao, mình thì đẩy bụng bặm, hành lý cũng chẳng mấy, chỉ có một chiếc tay nải, một cái hộp gỗ đào dài ba thước, rộng một thước. Cái hộp gỗ đó chưa có lúc nào rời khỏi anh ta. Lúc này là giờ cơm tối, trong quán tiếng người ồn ào, khách vào ăn cơm lũ lượt không ngớt. Đinh Tiểu Thác vừa bưng bê thức ăn trò khách chốc chốc lại liếc trộm về phía cửa sổ. Anh dựa vào ghế, đầu hơi nghiêng, mái tóc xoăn nhẹ đèn nhánh, buộc hờ hững ở sau gáy bằng một sợi dây gai màu xám. Chồng có vẻ như đang nhàn nhã, ngắm cảnh sắc ở bên ngoài cửa sổ. Cơm rượu gọi lên chưa hề động đũa. Ở bên ngoài, nắng xế đang hồi rực rỡ, nhìn ngược sáng những đường nét thanh tú ở trên khuôn mặt anh như in lên khung cửa sổ vàng sập. Cô nhìn tới thần người ra, hình bóng của anh dường như là đã dịch chuyển từ bên cửa sổ vào trong tầm khảm, bất chợt dấy lên một niềm bâng khuâng rất là kỳ lạ. Cái tiểu tử thối, đần người ra đấy làm cái gì? Khách đang dục kìa. Lão chủ tiệm trệt tiệt, đập thẳng cái tổ thuốc lên đầu đình tiểu thạc. Dạ, dạ 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 Đinh Tiểu Thác bưng cẩm rượu lên, trắng kịp nghĩ ngợi, chạy thẳng tới trước mặt anh chàng kia. Khách quan, độ ăn của ngài tới rồi ạ. À. À, bưng nhầm bàn rồi thì phải. Anh chàng quay sang, liếc qua bộ mặt toe toét của Đinh Tiểu Thác. Lúc này, cô mới nhìn rõ diện mạo của anh. Khuôn mặt đó hội tụ những điều kiện để giám định về độ anh tuấn và phòng độ ngoài cái vẻ tuấn tú có một thứ uy lực trời sinh không giận mà uy toát ra từ trên người anh hệt như là một chú thỏ ngâm ngầm len lỏi vào trong trái tim cổ thế nhưng cái thứ len lỏi vào trong tim của đình tiểu tháp trong khoảnh khắc này không chỉ có còn thú nhỏ kia mà còn có ánh mắt của anh giọng nói của anh nhật cử nhật động của anh tôi có quen anh phải không nhỉ đinh tiểu thác bất chợt lên tiếng hỏi e <laughs> rằng cậu nhận nhầm người dối anh hạ giọng lịch thiệp trả lời ừ, chắc chắn là tôi đã từng gặp anh đấy đinh tiểu thác không hiểu tại sao mình lại cố chấp và khẳng định đến vậy đến nỗi bản thân cô cũng cảm thấy giật mình anh chàng lại không thèm để ý gì tới cô nữa, quay mặt ra về phía cửa sổ. Một chàng tiếng vó ngựa giòn giã từ xa vọng lại. Một đoàn thương nhân mặc trang phục người hồ hối hạ phì tới từ chợ Bắc. Khi băng qua trước quán trọ, Đinh Tiểu Thác trông thấy hàng hóa chất đầy ở trên lưng ngựa, ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa đi đầu là một cô gái y phục màu xanh lục, mặt che tấm mạng xa. Trong đoàn người, tuyền một sắc đen thẫm đơn điệu, vệt màu xanh biếc như ngọc kia trở nên nổi bẩn bật. Đoàn ngựa dừng chân chốc lát trước cửa quán trọ. Cô gái mặc áo lục xuống ngựa, thì thầm vài câu với đồng bọn ở sau lưng, rồi một mình bước vào quán trọ. Cô ta ngồi xuống trước mặt anh chàng kia, vẻ như bọn họ là người rất đỗi thân quen. Đinh Tiểu Thác cố ý dề dà, chuyển đĩa thức ăn bưng nhầm sang bàn bên cạnh, gắng sức, giỏng tai, nghe ngóng động tĩnh ở phía sau lưng. Đồ đâu? Giọng nói của cô gái êm ái đến điệu đà. Người đâu? Anh đặt tay lên chiếc hộp Cô gái lấy từ trong ngực áo ra một phong thư, úp bàn tay lên trên. Khi nhấc tay ra, phong thư mỏng tang đã cắm phập lên trên mặt bàn bằng gỗ thịt, bên dưới tấm xả mạ, nụ cười lay động. Bạc đường khẩn, ai cũng nói anh là một gã đà tình, quả nhiên dành bất hư truyền, vì cái đứa con gái là Diệp nghe thường kia, điều gì cũng dám làm à đừng khẩn. Đinh Tiểu Thác bỗng tuột tay, khiến hũ rượu đổ nghiêng, rượu vòng tung tóe khắp mặt bàn. Cái tên này nghe thật là quèn tài. Lời chăm chọc của đối phương hình như ảnh cũng chẳng thèm đếm xỉa. Xoạt một tiếng, đẩy thẳng hộp gỗ tới trước mặt cô gái áo lục. Kiếm Linh Tê đã là của cô. Cái gì? Kiếm Linh Tê? À? Đình tiểu thác quay ngót lại. Đúng lúc cái cô gái áo lục, khóe mắt dạng người, nhón những ngón tay như hình búp lan, mở hộp gỗ ra. Một luồng ánh sáng chói lòa chiếu ra từ chiếc hộp. Cùng với đó còn là cái thứ mùi mà đinh tiểu thác vô cùng quen thuộc. Kiếm linh tê, đích thực là kiếm linh tê. Tùy lúc này, nó xuất hiện với hình dạng của một thanh kiếm thực thụ nhưng cô khẳng định trăm phần trăm cái thứ ở trong hộp chính là thành kiếm linh tề hàng ngày thọc thật mà cô vẫn giữ gìn đã mấy trăm năm thật đúng là đi mòn giày sắt tìm không thấy chẳng tốn công lào lại tới tay đinh tiểu thác không thể kìm nén được niềm sung sướng điên cuồng trong tâm khảm quăng vụt chiếc khay đi mắt xanh lẻ thèm khát xoay người lào thẳng tới chiếc hộp ở trong tay của ả à kia. Câu chuyện phù sinh quyển 6 chương 3. Bắc Đường Khẩn túm lấy phía sau cổ áo đình Tiểu Thác, nhấc bổng cô lên như túm một con gà con, ném vạch cô xuống mặt đất cứng đơ, lạnh ngắt. Cách cô không đẩy 3 mét là một vách núi sâu hùn hút không nhìn thấy đáy. Đưa cho ta, anh ta chìa tay ra, mắt nhìn hộp kiếm mà Đinh Tiểu Thác đang sống chết ôm khư khư ở trước ngực. Cái thằng nhãi danh vừa thình lình xuất hiện này, động tác cướp giật và tốc độ bỏ chạy chóng vánh một cách phi thường. Vừa rồi, anh thậm chí lại còn có ảo giác rằng cái đôi chân của cái thằng nhãi này nó hoàn toàn không bén đất đấy. Mà thật ra, vừa nãy thì đúng là Đinh Tiểu Thác đã cưỡi gió phi hành. Chỉ vì cô pháp lực quá kém cỏi chạy vẫn chưa đủ nhanh nên là lại bị một con người đuổi kịp không được Đinh tiểu thác càng ôm chặt chiếc kiếm chặt hơn nữa, gân cổ hét lớn lên, kiếm linh tê là của tôi. Ta không muốn động thủ. Bắc đường khẩn, bước tiến lại gần. Ánh trăng hắt sáng lên khuôn mặt lạnh lùng, xem ra không giống như đang nói chơi. Đinh tiểu thác khẽ đảo mắt, rồi thình lình lào vọt tới. Vòng tay ôm chặt lấy chân của bắc đường khẩn, nước mắt nước mũi đầm đìa mà gạo khóc. Hành Hùng ơi, thực không dám giấu, tiểu nhân cướp kiếm của ngài cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Một con người thần bí đã bắt cóc cha mẹ tôi, bắt tôi trong vòng 7 ngày phải mang kiếm linh tê tới trao đổi, nếu mà không thì sẽ lấy mạng họ không ngờ cái thanh kiếm này lại ở trong tay của anh hùng tôi nhất thời cấp bách nên là mới nảy tả tâm anh hùng ơi xin ngài xin ngài hãy tha mạng cho tiểu nhân cả nhà tiểu nhân chỉ có một cái đứa con độc đinh này nếu mà tôi có bề gì thì cha mẹ tôi cũng không sống nổi màn khóc lóc kể lể vô cùng sinh động này khiến cho thần sắc của Bắc Đường Khẩn có phần dịu lại Kẻ thần bí tìm ngươi đòi kiếm linh tê. Anh ngồi thụp xuống, nhìn vào cái thằng ngóc thân hình lẻo khẻo, trong đôi mắt to tròn sáng rực tình hoàng, tràn đầy ánh trăng tròng vắt. Đẹp tới mức không giống như mắt của nam giới. Anh ta thoáng thất thần, rồi xoay sang chỗ khác, đưa kiếm cho ta trước. Lời còn chưa dứt, rừng cây ở phía sau lưng, bỗng chốc vụt ra một làn gió mạnh một bóng áo xanh từ không trung hạ xuống, kèm với đó là một tiếng hừ mũi lạnh lẽo. không ngờ rằng là bắc đường khẩn mà cũng dở trò lật lọng đấy. Cô gái áo lục ở trong quán trọ đã đuổi tới nơi. Kiếm linh tê vẫn là của cô. Anh cũng không giải thích, hai tay chụp lấy hộp kiếm, ra hiệu cho đình tiểu thác buông tay Đinh tiểu thạc rất khoát lắc đầu, sống chết không chịu buồn. Lần nay mà buồn già, thì tới năm tháng nào mới có thể thấy nó? Một luồng khí sắc lẹm, cắt ngang bầu không khí im lìm. Mũi phi tiêu bà lá có móc câu ngược phóng vụt ra từ tay cô gái áo lục, lao thẳng vào tim đình tiểu thạc, kẻ một cái chói tai. Bắc đường khẩn gập ngón tay khéo léo búng mũi phi tiêu bà lá bật đi đêm nay ánh trăng tuyệt đẹp không thích hợp để giết người anh đỡ đinh tiểu thạc dậy hay nói chính xác hơn là sách cô lên bắc đường khẩn anh không thể bắt tội với người đứng sau lưng tôi đâu cô gái áo lục rút ra một mũi tên sáo ra bộ muốn bắn đi còn nữa đừng có tưởng lấy được bức thư đó, biết được chỗ nhốt diệp nghề thường, thì mọi việc đều tốt đẹp. Chỉ cần cái mũi tên sáo của tôi bắn ra, người của chúng tôi vĩnh viễn sẽ nhanh hơn các anh một bước, đem cô ta bầm nát như tường. Bắc đường khẩn khẽ vận lực vào bàn tay, hộp kiếm lập tức bay vọt từ trong tay đinh tiểu thác về phía cô gái áo lục. Kiếm của tôi! Đinh Tiểu Thác rú lên như muốn rách họng. Cũng hy vọng là các người giữ lời hứa. Anh lạnh lùng liếc nhìn cô gái áo lục. Cô ta mở nắp hộp kiếm ra. Sau khi kiểm tra xác nhận thì cười với anh đầy ẩn ý. <laughs> Đừng nói là một thanh kiếm linh tê nhỏ nhoi này. Mà về sau, toàn bộ thiên hạ cũng là của chúng tôi. Người làm việc lớn Đương nhiên biết giữ lời hứa, hãy mau đi đón người đàn bà của anh đi. <laughs> cái bóng đắc ý của cô gái biến mất ở trong màn đêm, Bắc Đường Khẩn lấy bức thư ra, sau khi xem xong liền xé vụn vứt xuống vực sâu thầm thầm. Cứ như hoàn toàn không hề nhìn thấy cái thằng nhãi đang đấm ngực thình thịch lăn lộn ở trên mặt đất ngay ở bên cạnh. Thấy Bắc Đường Khẩn chẳng chút để ý tới màn kịch đàng dốc hết sức lực để biểu diễn. Đinh Tiểu Thạc nghiến răng bỏ dậy, lao đến bền vực, gào lên như sói chu vào màn đêm. <laughs> cha mẹ ơi, con không cứu được cha mẹ, con... Con không còn mặt mũi nào mà sống tiếp. Con hãy để vực sâu thẳm thẳm để trôn vùi con tim bi và nổ thẹn của con. Mắc đường khẩn quay người như muốn bỏ đi. Đinh tiểu thác khựng lại, vội vàng tăng thêm âm lượng. <laughs> tôi nhảy xuống đây. Bác đường khẩn như không nghe thấy, bước đi luôn. Này, 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 tôi nhảy xuống thật đấy. Đinh tiểu thác liều mình, lại dẫn thêm mấy bước nhỏ về phía trước, khiến chút đá vụn từ mép vực lả tả rời xuống. Bác đường khẩn vẫn không quay đầu lại. Bác đường khẩn, người đinh tiểu thác cuống quyết dậm chân mặt vừa biến sắc chợt thấy dưới chân nhẹ bẫng một tiếng rắc vang lên chỗ đinh tiểu thác đứng đã bị cách dậm chân của cô làm cho nứt rời. một tiếng rú kinh hoàng đinh tiểu thác rơi thẳng xuống vực trong lúc cuống cuồng thì đã bám đầu vào một sợi dây leo leo lên ở bên mép vực cả người cô treo lơ lửng giữa không trung Cứu tôi với! Cô ngửa mặt hét lên, nhìn vào tương quan giữa sức chịu tải của sợi dây leo và cái cần nặng của cô, thì có lẽ không cầm cự nổi quá hai phút. Nói dối thì cũng phải giống trong một chút chứ. Gương mặt bắt đường khẩn xuất hiện ở trên đầu cô. Anh ngồi thụp bên mép vực, vẻ thảnh thơi như đang xem diễn trò thôi tôi không nói rồi. Đinh tiểu Thác lập cập đáp, tiếp đó gầm lên như sư tử giống, hành máu cáo tôi lên đi. Trước khi cái sợi dây leo này nó bị đứt, thì hy vọng ngươi vẫn còn đủ thời gian nói ra mục đích thực sự của việc cướp Linh Tê. Bất đường khẩn ném về phía cô một cái nhìn thương cảm. Tôi đã nói rồi cây kiếm linh tê là của tôi là của tôi tôi chỉ lấy lại cái thứ thuộc về tôi đinh tiểu thác liếc xuống dưới chân một mảng tối đen hùn hút không thấy đáy khiến cô hoa mắt chóng mặt thế thì ngươi cứ chơi đánh đu ở đấy nhá ta đi đây bạc đường khẩn đứng dậy này 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 tôi không nói dối tôi tôi đã trông coi kiếm linh tê suốt mấy trăm năm nay rồi kiếm linh tê là do sư phụ tôi giao cho tôi hôm đó tôi đi xem phim nên là tôi đã đánh mất nó tôi đuổi theo nó thế chẳng may tới thời bắc tống tôi tên là đinh tiểu tháp Tôi là người của hơn 900 năm sau, ông lớn ơi, ngài mau mau kéo tôi lên với đinh tiểu thác cuống tôi nỗi nước mặt trực vọt ra. Tệ hại hơn nữa là cô đã nghe thấy tiếng đứt toạc từ sợi dây lèo. Thật là nhục ấy, thân là một con linh tê. Thế mà ngay cả cái động tác bay cũng không biết. Lại còn phải treo lơ lửng ở vách đá, chân mình cho cái gã đàn ông kia bắt nạt nữa chứ. Đinh tiểu thác, đinh tiểu thác, bắt đừng khẩn lẩm nhẩm cái tên này. Như có điều ngẫm nghĩ, đúng vào cái lúc bỗng phụt một tiếng kế đó là tiếng rú thấp thanh của đinh tiểu tháp sợi dây leo đã đứt làm hài đoạn gió lạnh buốt như băng vùn vụt rít quà vai của đinh tiểu tháp cơ thể cô bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng tựa như linh hồn sắp bật ra bên ngoài mặt trăng tròn vành vạnh giữa bầu không dường như không phải đang xa dần mà mỗi lúc một gần và cùng với nó có một bóng người áo bay lồng lộng đang liều mình lảo tới Bắc đường khẩn trước khi nhắm nghiền mắt lại đinh tiểu Tháp khe khẽ gọi thầm câu chuyện phù sinh quyển 6, trường 4 cái con cá này là ta nhìn thấy trước đinh tiểu Tháp, 10 tuổi súng xính váy áo màu hồng phấn chống nạnh đứng bên bờ sông hét toáng lên giận dữ với một cậu bé xem chừng sàn sàn tuổi cô. Nhưng mà người bắt nó được trước là ta chứ. Cậu bé dơ còn cá màu sáng rực, màu sắc rực rỡ, hiếm thấy ở trên tay lên, rồi bỏ vào trong giỏ. Ngươi thật là vô liêm sỉ. Ấy. Đinh tiểu tháp nhảy tới trước mặt cậu bé. Vanh mặt nhìn chừng chừng vào cậu bé cao hơn những nửa cái đầu. Rồi tìm một hòn đá dẫm chân lên cho tới khi có thể nhìn cậu bé từ trên xuống đành giọng nói ai nhìn thấy thì là của người ấy cậu bé hất giỏ cá lên lưng lạnh lùng liếc nhìn cậu bé thế cái thứ gì nhìn thấy là của cậu à thế thì cậu nhìn thấy bầu trời thế nhìn thấy mặt đất thế lẽ nào trời và đất đều là của cậu cả sao người đinh tiểu thác cứng học không nói được gì khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng như một trái cà chua. Cậu bé lại cứ mặc kệ cô, cứ thế mà bước thẳng lên bờ, đáng ghét, đáng ghét. Đinh tiểu thạc tức nghẹn, khoanh chân, ngồi xuống, hai tay bắt quyết, thầm niệm vài câu thần chú. Một vòng tròn ánh sáng màu hồng nhạt với huỳnh quang vấn vít hiện ra giữa lòng bàn tay cô. Chỉ nghe cô quát khẽ một tiếng Đi Vâng sáng rực rỡ lập tức lào vụt đi như một mũi tên Xuyên con lưng cậu bé không một dấu tích Rồi vọt ra từ vị trí trái tim Sau khi bay quanh cậu ta hai vòng Vút một tiếng Lại bay trở về bàn tay đỉnh tiểu tháp Hai bàn tay cổ chọc lại Vầng sáng nhanh chóng biến mất, cổ mở mắt ra, nở một nụ cười tình quái. Bắc đường khẩn! Cô đứng dậy, hét về phía sau lưng cậu bé. Cậu bé ngẩn người, đứng khựng lại, quay người nghi hoặc nhìn cô bé. Họ mới gặp nhau lần đầu tiên mà. Ủa, sao cậu biết tên tôi? Hi, hi hi, ta không những biết tên của ngươi, mà ta còn biết bát tự ngày sinh của ngươi. Ta biết được tên của cái kẻ mà người cầm ghét nhất đấy. Sắc mặt cậu bé càng thêm kinh ngạc, cô lại càng thích thú. Bắc đường khẩn nhìn cái bộ dạng dương dương đắc ý của cô khẽ lắc đầu quay người bỏ đi này 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 người không đi được nick đinh tiểu thác nhảy xuống khỏi hòn đá dậm chân hét lớn cái thẳng nhọc xấu xà thật chẳng có né mặt ta một chút nào mà được thôi bắc đường khẩn ta sẽ cho người biết tay đấy thiên giới cung nguyệt lão phòng nhân duyên Đinh Tiểu Thác đứng trong gian phòng la liệt tượng đất sét, tìm kiếm lục lọi nam nữ ở trong nhân gian. Khẽ có tên ở trong cuốn sổ nhân duyên, đều sẽ có một tượng đất khắc tên tuổi, bát tự ngày sinh của họ ở đấy. Nam bên trái, nữ bên phải, một sợi tơ hồng buộc từng đôi tượng đất lại với nhau, ngay ngắn, trật tự, hàng lối chỉnh tề. Nguyệt lão phụ trách việc ghép đôi các bà mai nhỏ dưới quyền ông phụ trách việc buộc cái sợi tơ hồng cho các đôi nam nữ theo sự sắp xếp của Nguyệt lão để tác thành duyên dài ngẫu. Các bà mai ngoài thanh điệu già chính là linh tê, thanh điệu giỏi bày lượn, đi lại truyền tin chính là chức trách của họ thi thoảng cũng thực hiện những cái việc như là hồng nhạ đưa thư cho các cặp tình nhân ở chốn nhân gian linh tề thì giỏi nghe ngóng có thể lắng nghe suy nghĩ ở trong lòng của con người sau đó tùy bệnh mà bốc thuốc giúp họ giải tỏa nỗi lòng nghiêm túc mà nói đinh tiểu tháp vẫn chưa phải là một bà mai cô tuổi còn nhỏ quá pháp lực còn kém quá chỉ có thể nghe được tên tuổi và bắt tự ngày sinh của con người và đối tượng yêu ghét sâu sắc nhất của họ cô <laughs> mới đang ở giai đoạn thực tập thôi tuy nhiên việc cô cần làm ngày hôm nay không cần phải đến kinh nghiệm cũng chả cần mấy pháp lực trong tay trái cô là một tượng đất nam ở sau lưng khắc rõ một hàng chữ là Bắc đường khẩn Hey, tay phải của cô thì cầm một bức tượng đất nữ dòng tên sau lưng là diệp nghê thường cô đặt hai bức tượng lên mặt đất lấy ra sợi tơ hồng ăn trộm được từ chỗ nguyệt lão lần lượt buộc hai đầu sợi tơ lên tay của bắc đường khẩn và diệp nghê thường lại còn cố tình thắt nút thành cái nút chết làm xong, Đinh Tiểu Thác lấy ra cây kéo vàng mượn của một bà mai khác, cầm lấy cái sợi tơ hồng vốn dĩ đã được buộc ở trên tay của Bắc Đường Khẩn trước đó, nói: "Cô nương ơi, cái tên Bắc Đường Khẩn này vô cùng đáng ghét, thê gả cho hắn thì chắc chắn không thể nào sống được vui vẻ." tôi đấy sẽ giúp cô thoát khỏi vuốt quỷ rồi tìm cho cô một làng quần khác là tốt hơn nhiều ánh vàng chợt lóe sợi tơ hồng ban đầu đứt thành hài đoạn đúng lúc cô đang hí hả đặc trí thì bên ngoài phòng nhân duyên chợt vọng lại tiếng ho của nguyệt lão đình tiểu thác giật bắn cả mình vội vàng vứt đại cái bức tượng xuống chuồn đi thật nhanh sau đó cậu bé đã từng gặp mặt khi lẻn trốn xuống trần cùng trò nghịch ngợm trong phòng nhân duyên đều đã bị đinh tiểu thác ham chơi quyền sạch sành sành khi đó đối với cô việc này chẳng qua chỉ là một cái trò đùa trẻ con không hề đáng nói phải rất lâu sau đó thì đinh tiểu thác mới biết được rằng cái trò đùa cợt đối với người khác cuối cùng cũng sẽ trở thành cơn ác mộng dành cho chính mình. Câu chuyện Phù Sinh, quyển 6, chương 5 Đính tiểu thác có người gọi tên cô, giọng nói quen thuộc đến kinh hoàng. Sư phụ! Cô hét toáng lên. Muốn mở mắt ra, nhưng mà mí mắt lại cứ như là bị dính chặt vào nhau. Ấy. Gắng gượng lắm mười hé ra được một nửa. Trong một mớ những cái bóng hình đu đưa nhòa nhạt Thì có một bóng người bước lại gần cô Sư phụ là người phải không? Có phải không? Một giọng nam trầm ấm quyến rũ đến nhường này Không phải ta thì còn ai vào đây nữa? Khuôn mặt của cửu quyết dần dần rõ nét. Sư phụ cứu con với, con đã rơi vào thời bắc tống, cái kiếm linh tê thì đã bị người ta cướp mất rồi con muốn về nhà con muốn đứng dậy nhưng mà lại không hề nhúc nhích lấy một ly tìm được kiếm linh tê sau đó mở nó ra nếu không người sẽ ở lại thời bắc tống bưng bê cả đời đấy mở nó ra nghĩa là sao trong tâm có mắt trong mắt có tâm hãy nhớ kỹ câu này kiếm linh tê phải có hai người mới mở ra được tự lo mà lấy thân đi Sư phụ, đừng đi. Đinh tiểu thác mở choàng mắt, ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh toát đầm đìa trên chán. Sau khi tỉnh táo hoàn toàn, đập vào mắt cô lại là một hang núi âm u trên vách đá phủ rêu kín xanh ẩm ướt. Bắc đường khẩn, ngồi trên một phiến đá lồi ra ở nơi cửa hang, ngửa mặt nhìn trời. Thật là may mắn nếu mà không phải vừa hay có một phiến đá nhô ra để đỡ lấy bọn họ Thì bây giờ muốn quay lại đỉnh núi Ít nhất cũng phải nghỉ ngơi một canh giờ đấy Lão đảo bước tới cửa hang Câu đầu tiên mà Đinh Tiểu Thác hỏi Bắc Đường Khẩn là Hề chúng ta đã chết chưa? Câu hỏi thứ hai là Anh đã giao kiếm linh tê cho ai? Bắc Đường Khẩn ngồi xuống Nhắm mắt dưỡng thần Tiếp tục coi như cô không hề tồn tại. Lời nói của cửu quyết bàn nãy vẫn như văng vẳng ở bên tai. Cô phải ở lại thời bắc tống bưng bê cả đời. Kết cục này thật là quá ư rùng dợn đấy. Đinh Tiểu Thác đã ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Không còn cười cợt nổi nữa. Có thể giúp tôi được không? Tôi... tôi chỉ muốn về nhà thôi. Bắc đừng khẩn mở mắt ra. Nơi này không phải thế giới của tôi. Cô chào mày khẽ cắn môi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Người thông minh có thể nhận ra sự thật thà và dối trá từ trong mắt của đối phương. Tôi có giải thích nữa, thì cũng chưa chắc đã có tác dụng. Chỉ hy vọng anh có thể tin tôi một lần, cho dù chúng ta cũng chỉ vừa mới quen biết. Bọn họ đúng là chỉ vừa mới quen biết ư? Anh bỗng thầm hỏi một câu mà ngay cả bản thân cũng cảm thấy ngu xuẩn. Tôi sẽ lấy lại kiếm linh tê. Nói xong, anh nhắm mắt lại. Anh vận công điều khí, cô im lặng ở bên cạnh. Càng nhìn ngắm cái khuôn mặt của anh chàng này, cô càng không muốn rời mắt hoàn toàn không phải bởi vì anh điển trai mà có một vài thứ kỳ quái cứ bỗng dục dịch trỗi dậy ở trong đáy lòng giống như những cái hạt giống đã bị chôn vùi rất lâu rồi nó nồn nóng muốn đội đất mà chui lên vậy các bạn thân mến như vậy thì câu cầu vừa mới đọc xong năm chương đầu trong quyển 6 của tác phẩm câu chuyện phù sinh của tác giả Sarah song thụ người trung quốc à đọc đến đây thì câu cầu mới chợt nghĩ đến là cái tác phẩm này cô sala song thụ cô ấy viết trước khi cô ấy viết cuốn uh, bách yêu phổ thế và ở trong cuốn bách yêu phổ thì cũng có một số những cái yêu quái xuất hiện ở trong tác phẩm câu chuyện phù sinh nghĩa là những cái yêu quái trong tác phẩm câu chuyện phù sinh này cũng xuất hiện ở trong tác phẩm bách yêu phổ bởi vì bách yêu phổ viết sau mà ví dụ như Linh Tê nếu như mà các bạn còn nhớ và các bạn đã nghe quyển bốn uh, tác phẩm uh, Bách yêu phổ thì trong đó có một đoạn rất là dài đó là um, cái cái phần mà tiểu hòa thượng bị đi lạc á xong sau đó thì vô tình gặp hai cha con cái người ở trong cái miếu sơn thần ấy, xong rồi uh, tiểu hòa thượng còn uh, lập kết giới để cứu họ thì đó chính là con yêu quái linh tê và linh tê thì nó có à, đó là thanh thanh tê ở à, thành tê thế và tê giác hóa yêu quái <laughs> biến thành một cái châm cài đầu sau cô này cô ấy tưởng tượng phong phú thế nhỉ <laughs> mình nếu mà là câu cầu thì cô cầu cũng chịu đấy câu khẩu không thể nào mà có thể tưởng tượng ra những cái câu chuyện như thế này được đâu thật sự là bạn ấy tài giỏi quá Vâng ừ ạ. À, thế và chúc các bạn thật nhiều sức khỏe. Chúng ta cùng gặp nhau ở video ngày mai ạ. À. Cảm ơn các bạn.